ở tầm tuổi của tụi em và tầm cái sự trải nghiệm của tụi em hiểu tình phí là cái gì không vậy? Nếu mà theo về tình phí như em nghĩ, tức là những cái chi phí khi là mình có một mối quan hệ về tình yêu. Kể list ra cho anh một số cái ví dụ tình yêu mà cần chi phí coi. Dạ, ví dụ như mình đi ăn, đi uống. Đi ăn, đi uống. Dạ, trong những buổi hẹn hò xem phim gì đó. Ăn uống, xem phim, chung, à, giải trí. Chung là hẹn hò, giải trí. Okay. Dạ, thứ hai là có thể là quà cáp tặng quà nhau. Quà cáp, rồi dạ. Gì nữa? Dạ, à, vô lề cũng có vậy. Okay. Đi châu Âu rồi em. Châu Âu, thôi chứ hết em đi châu Đốc thôi ạ. Đúng rồi, cái gì cũng phải đi giếng chùa bà trước đã. Dạ, đúng rồi ạ. Đối với con trai châu Âu nha, hoặc là con trai nước ngoài, có thể cái văn hóa của họ sẽ có thể là chia đó. Nhưng mà đối với con trai Á Đông á, thì cái đó gọi là lịch sự, gọi là đàn ông. Chuyện nói chuyện cũng hết sức bình thường. Quan trọng là cái cấp độ của nó có vừa tầm cái khả năng chi tiêu của cái người bạn trai đó hay không thôi. Nếu như mà cái người phụ nữ biết chia sẻ với mình thì bản thân cái người đàn ông đó sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc hơn. Nhưng mà dĩ nhiên đàn ông mình không thể là mà là mở miệng nói ra là à, em chia sẻ với tôi đi thế này thế kia được. Khi mà mình có nhiều tiền thì cái hạnh phúc của mình nó càng đủ. Cũng một khoảng thời gian gần đây thôi, thì trước khi mà theo đuổi con đường nghệ thuật thì em có đi làm, nên là công việc của em cũng được gọi là khá là ổn định. Kiểu như mê trai thì nó cũng hơi lớn, nhưng mà nói chung là em có thích một cái bạn trai kia. Và em gọi là lên một cái chiến dịch cua trai và chi phí, mọi chi phí em đều chi hết. Ví dụ quà cáp hoặc là đồ ăn hay gì đó là em cũng là người chi hết. Gọi là nghe xong muốn là cọc... mẹ trai gọi là cọc đi tìm trâu ấy ạ. Mà em cũng khá là thoáng, kiểu không có phải là tính toán chi ly. Một khi có tiền, một cái là bao nhiêu mình, khi mà mình đã thích ai đó rồi mình sẵn sàng chi. Gần đây thì cái công việc nó trở nên ít ổn định hơn á, thì những cái món quà bỗng trở nên ít đi. Và khi mà mình hẹn hò chẳng hạn, lúc trước á thì mình có thể sẵn sàng, ví dụ mình trả phần nhiều cũng được, em luôn sẵn sàng trả phần nhiều cũng ok, không có gì hết. Nhưng mà khi mà mình ít tiền đi thì mình phải suy nghĩ vấn đề là mình có nên trả nhiều hơn hay không, hay là gọi là mình phải suy nghĩ nhiều hơn á. Tiền nó cũng khá là quan trọng khi mà mình hẹn hò này nọ. Lúc mới yêu đúng. Thiệt vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu tiền tiêu biết luôn. Bao nhiêu. Cái câu sau nó mới hay là rồi, tiền tiêu biết bao nhiêu. Chưa kịp hát câu sau cái buồn ghê. Sao vậy anh trai, thấy như thế nào anh trai? Tôi ủng hộ em. Ủng hộ gì? Em đã nói là em đang lên kế hoạch để mà làm em chinh phục bạn này đúng không? Dạ đúng. Thì cái đó là một vấn đề đầu tư của em. Thì là em đầu tư thì là em phải có được cái sự rủi ro. Gọi tình phí trong cái trường hợp của em nó cũng đúng, nhưng mà mình bỏ tiền mà mình sướng. Em bỏ tiền cái đó ra nhưng mà em thấy vui không? Dạ vui. Tại vì căn bản ở cái thời điểm đó là em chỉ muốn là cái người mà là em quan tâm họ có những gì mà là em muốn họ xứng đáng có. Em chỉ cần thấy là người ta cầm là em vui rồi. Anh không biết là cái câu chuyện của em tới thời điểm hiện tại bây giờ tụi em đã bắt đầu quen nhau chưa, hay là vẫn còn trong giai đoạn mà là em cưa cẩm. Nếu như mà là hai đứa quen nhau rồi thì anh nghĩ anh chàng đó là một anh chàng rất là may mắn. Nói chung là kiểu cũng đang lưng chừng hạnh phúc. Lưng chừng hạnh phúc? Dạ. À, chưa có gọi là công khai, nhưng mà trong thâm tâm của cả hai thì đều suy nghĩ là mình có một mối quan hệ với nhau. Nếu bạn trai đó là anh chàng may mắn hả? Vậy thì Nunu là xui. Đúng, chính xác là không, nếu mà mình nói xui thì không đúng. Nó chỉ đơn giản thôi, là ở cái thời điểm đó là bạn sẽ muốn làm như vậy thôi. Muốn chinh phục một đối phương nào đó thì tất nhiên không thể nào mình ngồi mình giờ ước gì hôm nay là tới rủ mình đi chơi nha. Ê, ước gì là lát hồi tối nay là chúc mình ngủ ngon nha. Không, bạn phải đi tìm cái điều đó. Có rất là nhiều cách tìm, nhưng mà quan trọng ở đây là bạn là lên được kế hoạch rõ ràng rồi. Vậy con chị mới cố, chị có suy nghĩ như thế nào khi mà là một người phụ nữ phải chi tiền ra tất cả mọi thứ, người ta còn gọi là gì ta? Thả con tép nhưng mà không thèm bắt con tôm. Ghê vậy? Đó. Bé này lâu lâu có miếng cũng mặn quá ha. Trời, em mặn lắm mà tại em mới khi nào ăn mặn thôi. Lúc mà mình được đóng cái vai trò là quan tâm tới người khác á, tặng những cái món quà cho người khác á, thì mình thấy cái thái độ của người ta như thế nào thì là mình vui. Nhưng mà hỏi ngược lại là có thấy hơi chạnh lòng hay không khi mà cô gái khác quen với người khác xong được phủ lên rất là nhiều hào nhoáng, còn mình thì ngược lại mình phải bỏ ra đúng không? Nói chung là chắc chắn là nó phải có những cái lúc khá chạnh lòng phải không Nunu? Cho em hỏi một cái nhanh luôn Mồng Quang. Giả sử có một trường hợp là anh may mắn mình có được một người bạn gái có tài chính thật là tốt thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? Có chưa? Có chứ, nhiều chứ. Đó gì cô đâu cần giả sử đâu. Nunu nè, anh quay lại cái câu chuyện của em cũng kết hợp với lại câu hỏi của bạn ấy. Bạn ấy nói là nếu mà cái giả định là một cái người mà có thể chia dùng cho mình á, cái đầu tiên là anh lo trước.
cái đó không phải thật sự may mắn đâu. Tại vì bất kỳ những cái gì mà họ chia ra cho mình, họ sẽ đòi là hỏi lại. Dù là trong trường hợp em thì em sẽ không đòi hỏi lại, nhưng mà ở một chừng mực nào đó mà khi mà em muốn ràng buộc rồi, ê, cái này tôi lo cho anh nhiều mà, tại sao anh không dành thời gian cho tôi nhiều hơn? Tôi nấu cho anh một bữa cơm, tôi làm rất là đủ thứ nến rồi, nấu ăn ngon, tôi kêu nhà hàng về mang về cho anh, mà tại sao anh lại không về ăn? Vậy nếu mà anh gặp một người giống kiểu như em thì anh sẽ như nào? Ủa, anh mừng gần chết. Em vừa đẹp nè, mà em vừa còn có thể chi và có cái khả năng tài chánh như vậy. Lo là lo bên trong anh thôi, cổ mà cứ mất kiểm soát hành vi là thôi, thôi tiêu rồi, lo rồi, chết rồi. Mai mốt là cổ sẽ chiếm hữu mình á. Lo em có đọc được ở trên mạng á, là okay, anh không chịu chi tiền cho bạn gái đi shopping. Thì có cái chuyện đó không à? Hay là anh có thể chia sẻ cho mọi người biết được không à? Cái chuyện này không có ngạc nhiên đâu. Dạ. Trong chương trình này em khẳng định là có. Dạ. Anh mới nói với tụi em á, là anh là một cái dạng đàn ông hơi cá biệt một chút xíu, không bao giờ chi tiền cho bạn gái để đi shopping. Nhưng mà bù lại, anh sẽ mua công cụ để tạo ra tiền cho bạn đó. Wow. Tại sao mình không chuyển hết tổng số tiền đi shopping đó thành một cái việc là đi du lịch chẳng hạn? Mình có thể bao bạn gái mình đi du lịch, tổng số tiền đi du lịch nó còn nhiều gấp mấy lần cả đi shopping. Em nói vô. Nhưng mà đi shopping thì thí dụ như những cô mà anh đang quen á thì thường cũng sẽ có nhu cầu được chụp hình check in ở những cái chỗ đó, thì cần phải có nhiều bộ trang phục, nhiều bộ layout phù hợp. Giả dụ em là bạn gái của anh trong trường hợp đó, khi em mặc đẹp là niềm tự hào của anh. Nhưng mà ở một cái mối quan hệ nào đó, tại sao không tạo điều kiện cho cổ để tự chủ động mà có thể tạo ra được cái nguồn tiền? Cổ có thể lựa được bất kỳ cái gì cổ muốn. Anh nghĩ là nếu mà em kinh doanh cái này, em sẽ tạo được nguồn tiền mà em mua còn nhiều cái còn đẹp hơn anh nữa. Để anh chỉ cho em nha. Em thì em rất là đồng ý với anh, nhưng mà em chỉ có hỏi thêm thôi. Okay. Có phải là anh chỉ chi cho bạn gái những cái khoản nào mà anh cũng có thể gia nhập vô? Chi cho du lịch, du lịch là có anh ở trọng nữa. Chi cho những bữa ăn, có anh ở trọng nữa. Còn nếu mà cho tiền bạn gái thì bạn gái muốn làm gì làm, là anh không cho. Có phải vậy không? Nếu là con của anh cũng không cho tiền. Mình vừa thui chột đi một cái khả năng mà tự kiếm tiền của bạn ấy. Con khác, nhiều khi ba mẹ có thể la con được, nhưng mà không thể la vợ chồng được. Những người ngoài người ta nhìn vô, tại vì họ không phải là cái người bạn gái đang ở bên cạnh anh. Họ không hiểu được những cái giá trị mà anh mang lại. Nó có thể là một cái sự bình yên, có thể là cả một cái ngôi nhà, có thể là cả những toàn bộ những cái vật chất mà anh đang hiện hữu. Nhưng mà của anh hết. Chia tay xong rồi cái nhà đó của anh, đúng không? Đi mua đồ thì đồ đó là của em, đúng không? Đúng rồi, mấy bạn mua vàng là mình là sở hữu của mấy bạn, đúng không?